Mentor Trip USA High End Equipment Instructions, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Sau lưng tôi là PA Series. Yo. Hướng dẫn sử dụng máy Lake Curve, dòng BioArc USA High End. Rồi bây giờ Duy đứng đây hướng dẫn các bạn tiếp một cái máy dòng PA rất là quan trọng, mà nó cũng là một sự chuyển giao giữa cái cùi lên cái vip. Tại vì cái máy này á, là đa phần á, là tập nó sẽ không hiệu quả bằng cái máy nằm. Các bạn nhớ những cái máy nằm móc đùi, cái máy đó tập nó vô nhiều hơn so với cái máy ngồi móc kiểu này. Cái ngồi móc kiểu này vô nó không bằng được cái máy nằm nó. Nhưng mà ở dòng PA á, thì nó khắc phục được. Đó là cái dòng PA là nó khắc phục được những hết những cái hạn chế của những cái máy cố định. Đó, nên cái này đâm ra tập lại hợp lý, nó tập lại phù hợp và tập lại kín đáo để tránh cho chị em phụ nữ nằm chổng cái mông lên rồi này nọ, rồi có những cái thành phần nó phân tâm trong phòng gym rất là kỳ cục. Đó, đây tập vô đùi sau. Cái này không vô mông nha các bạn, cái này mông vô ít lắm, hầu như vô mông, còn cái máy nằm nó vô mông luôn. Đó, này vô đùi sau. Rồi tập như những cô người mẫu đây, tập rất đơn giản. Tên máy là Let's Curl. Cái máy này chỉnh khó hơn cái máy nãy. Cái máy bạn bè mà song sinh với nó đó là cái máy extension, nó chỉnh dễ hơn, còn này chỉnh khó hơn chút. Tại nó có cái bát trên này nữa nè, chỗ nào vàng là chỉnh nha. Cái chỗ nào không vàng đừng quan tâm. Tạ tiết thì nó cũng như những cái hệ máy khác, nó mới sâu. Rồi chỗ này vàng, chỉnh cái này để khóa cái chân để tập chút anh xin minh họa. Rồi cái thứ hai nữa là chỗ này có ghế, có cái cần, mà muốn chỉnh cái ghế phải ngồi lên ghế mới chỉnh được. Và đầu tiên mở cái này ra để cho nó rộng rãi, dễ vô canh, phải canh trước. Đó, kéo kéo thương cái coi. Ok, cũng thôi thoải mái rồi đó. Chốt vô, lùi lại một tí đi. Đó, đó, gạt lưng ra xuống, xong rồi đưa cái lưng vô giữa, thả cái lưng ra tự nó chạy vô nè, tự nó chạy vô nè, không các bạn nào mà thấp á, ngắn á, tức là thì chỉnh ra đây, còn bạn dài á, cao á thì chỉnh ra đây, chỉnh chỉnh nè, dùng cái tay đẩy cái lưng đi tinh luôn, xong rồi buông ra. Đó, rồi tới chỉnh cái này, chỉnh cái này, rút ra rút ra rút ra. Cái này là kéo lên kéo xuống, cái này là rút ra, hạ xuống hạ xuống hạ xuống, tới khi nó khóa chặt cái chân của mình. Nó không khóa cái đùi gối nha các bạn, nó phải khóa phần phía trên đùi gối một chút. Đó, ok, đây là vị trí mà chúng ta sẽ tập. Mà ra thì sao, kéo cái chốt này ra nè, nè nè nè, kéo cái chốt đó giữ lại, kéo cái cây này đẩy lên, xong bước ra bình thường. Vị trí này vị trí đúng, nhớ đó, không chỉnh nữa. Khối lượng tạ cực kỳ kinh khủng, khối lượng tạ nhiều không biết luôn, 20 bánh, bánh này chắc 10 bao, 200 bao, chung là tạ THOL là tạ là chuẩn là kinh rồi nè. Vị trí này là khóa chân, 1 2 3 4 5, 5 là dùng để mở ra mình đi ra, vị trí 1 là dành cho người mà đùi siêu nhỏ nhỏ con á, rồi những vị trí còn lại là dành cho nó mở rộng ra từ từ. Đó, lên đây đã rộng lên chút, lên đây rộng lên chút. Ai! Nó vô đùi sau rất tốt, nó không cô lập mà nó lại vô đùi, nó kinh. Cái đó chính là cái công nghệ mà PA nó mang đến cho các bạn. PA là đường cong sinh học. Khi bạn kéo một quãng đường dài vậy bạn đã nhức rồi. Khi bạn kéo một đường cong nó dài vô đây, là bình thường như vậy, kéo đường cong nó dài vô đây.
một trải nghiệm rất khác, rất khác, rất khác, mà không có cái máy led khôn nào trên đời được có thể có được, ngoại trừ dòng PA led khôn có tại Thorsim, quận 9, số 10 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, quận 9, Duy Nguyễn Tower. Độc quyền tại Việt Nam, công nghệ đường cong sinh học. Bioart hãy cùng Duy Nguyễn đến Thorsim để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.